Người trong bóng tối. Tác giả: nhà văn Lê Nguyệt. Tập 3. Mấy hôm sau, trời nắng, bà cả kêu gia nhân đi cùng bà vào chòi dịch gặp Ly. Ly từ lúc về làm vợ của Nhung thì không được đi đâu nữa, nên chưa lần gặp mặt bà cả địa chủ. Tự nhiên hôm nay thấy bà cùng với người nữa vô chòi kiếm mình, bụng lúp lúp đội áo, chứng tỏ đang mang bầu. Cô nghĩ đây là người mà chú Tư thời kêu tới để nuôi dịch mới nên dồn dã. Chị mới tới hả? Là chú Tư kêu chị tới nuôi dịch phải không? Bà cả nhìn Ly có nửa con mắt, nửa con đó đầy vẻ hằn học chứ không có chút thiện cảm. Nhìn cái bộ dạng khỏe mạnh của nó mà bà thấy ghét. Cái thứ đồ không chồng mà có chữa thì có ra ôn ra khoai gì? Nó lại còn dám cả gan kêu bà bằng chị, trong khi cả cái xã này ai gặp cũng đều kêu bà bằng bà cả. Phải dạy dỗ nó hôm nay mới được. Bà tằng hắn ra giọng hát dịch. Ai cho mày kêu tao bằng chị? Mày ngang hàng với tao hả? Ly ngạc nhiên. Ủa, chị lớn hơn tôi chừng vài tuổi, không kêu chị thì kêu gì? Chẳng lẽ bắt tôi kêu bằng bà sao? Vậy mày biết tao là ai không? Là ai thấy kệ chị, nếu không thích thì chị đi khỏi đây, tôi mắc chăn dịch không có rảnh đôi co với chị. Bà cả nổi xung thiên gầm lên. Còn khốn nạn, hỗn hào với tao á, giả rớt răng mày ra bây giờ đó. Mày chăn dịch cho ai? Mày đang đứng trên đất của ai? Mày không biết sao? Ly giật mình, cô vừa định bước đi, bỗng khựng lại, trố mắt nhìn người đối diện. Chẳng lẽ chị là bà cả sao? Biết tao là bà cả còn kêu bằng chị hả mày? Mày giỡn người chứ tao phải không? Muốn tao đuổi mày ra khỏi cái chỗ này không? Ly lo lắng thật sự. Hôm nay tự nhiên bà cả vô đây, chẳng lẽ bà đã nghe chuyện gì sao? Thôi thì dù sao, tránh voi không hổ mặt nào. Cô vội vã hạ giọng. Con xin lỗi bà, tại hồi giờ chưa từng gặp bà nên vô phép vô tắc như vậy. Mong bà lượng tình chủ tớ mà tha thứ cho con. Biết điều à, vậy thì thôi tao bỏ qua vụ đó. Mà tao hỏi mày nè, thân đàn bà con gái ở một mình nơi đồng trống như vậy, sao không biết giữ mình để bụng mang dạ chữa vậy? Nói tao nghe coi, đã tại mày dụ dỗ đàn ông hay thằng nào nó hiếp đáp mày? Nói ra tao đòi lại công bằng cho mày. Dạ không bà cả ơi, là do con cố tình muốn kiếm đứa con. Con và người đó chỉ có một lần thôi, và con với họ cũng cắt đứt từ ngày đó. Con đứng ở giữa trời thề với bà, nếu con có rắp tâm phá hoại gia ca người ta thì con bị sét đánh chết đen thui cả mẹ lẫn con tại đây luôn. Bà cả trùng mình nhún vai. Chèn đét ơi, thể gì mà phát nóng lạnh vậy mày? Tao có ăn cá ăn thịt gì mày đông mà phát sợ vậy? Tao chỉ muốn biết cái thằng khốn nạn nào nó dám làm mà không dám chịu vậy thôi. Chứ mày chết chồng lâu, ở vậy một mình cũng buồn. Coi có mối nào được thì sáp với họ, rồi danh chánh ngôn thuận sinh con. Sao lại có bầu vô chủ vậy không biết được nữa à? Con cảm ơn bà đã nghĩ cho con. Nhưng thôi thôi bà ơi, con sợ cái cảnh lệ thuộc người khác về cái nết ăn nết ở lắm rồi. Bây giờ con có bầu, sau này có con, mẹ con hữu hỷ là con mãn nguyện cái đời của con. Con sẽ không có cho cha nó nhìn con đâu. Cả đời này sẽ không ai biết cha nó là ai hết á. Tự nhiên bà cả thấy siêu lòng. Hồi vào đây, bà đã định chửi cho Ly một trận, mắng nhiếc nếu như cô trả treo.
bà dám sai mụ Dường móc thai ra chứ chẳng chơi. Nhưng nói mấy câu với Ly rồi thì bà lại dịu xuống. Ông Chánh nói phải. Nỗi khát khao làm mẹ, con người ai cũng có. Như bà vậy, đã ba đứa con rồi mà bà vẫn muốn sinh cho ông thằng con trai đó sao? Thì thôi, mặc kệ bà nó đi. Nó muốn tốt, muốn xấu cũng đâu mắc mớ chi mình. Miễn cái bào thai của nó không phải của chồng bà là được. Nói chuyện một hồi thì bà ra về, đi ngang nhà Nhân. Bà muốn tấp vô kể cho vợ Nhân nghe hết sức. Bà đinh ninh thủ phạm là Nhân. Nếu mà là anh ta thì anh ta phải chịu trách nhiệm, chứ đâu thể ném đá giấu tay hoài được. Cái tính này là tính của kẻ tiểu nhân. Bà cả buồn trong bụng ghê lắm, cảm thấy tội nghiệp chồng mình quá đỗi. Mà xét cho cùng, bà cũng đâu có sai. Nghe đồn bà cả Chánh là người nanh nọc, miệng mồm xấu xa, nhưng qua tiếp xúc, Ly cảm thấy bà cũng thấu tình đạt lý lắm. Làm vợ của một người như ông Chánh mà sao có thể lòng dạ hẹp hòi được chứ? Hèn chi, ông Chánh luôn chung thủy với bà, không hề tơ tưởng vợ hai vợ ba. Bởi vậy, điều mà cô rút ra được là không có nên tin vào lời đồn. Bởi vì lời đồn là người ta chỉ dựa vào hình thức bên ngoài chứ không có hiểu được bản chất bên trong. Như trường hợp của tay nha sĩ Nhân nè, có một điều mà Ly chưa từng nói với ai, đó là chuyện nha sĩ Nhân mấy lần tới dê dãn cô. Trong mắt ông Chánh, nha sĩ Nhân là người đàn ông bất lực, nhưng thực tế không phải. Cô nhớ rất rõ cái đêm hôm đó, sau khi cô đã chính thức ăn nằm với ông Chánh và hy vọng giọt máu của ông hình thành trong người của mình, thì Nhân mò tới. Lúc ấy trời đã khuya lắm rồi, Ly nghe tiếng dịch rộ, cô cầm đèn pin đi ra thì thấy một bóng người. Ly lo lắng hội đồng hậu lại đến, nhưng không phải, trước mặt cô là Nhân. Đã nghe ông Chánh nói Nhân không có khả năng đàn ông, nên Ly không có đề phòng. Cô nghĩ là anh ta lỡ đường đi lạc vào đây nên ân cần mời vào chòi uống nước. Ngờ đâu, vừa mới cầm ly nước, anh ta vừa nắm chặt tay cô, giọng nói điểu cán khiến cho cô lạnh hết mình mẩy. Ông địa chỉ nói qua vô đây lo cho em phải để cho qua tới lui cho người ta nhìn thấy. Ly lại nghĩ là thật. Có thể ông Chánh sợ cô có mang rồi tới tay bà cả, nhưng Nhân không phải là đàn ông mà. Sao ánh mắt anh ta nhìn cô dâm đãng như vậy, và bàn tay anh ta cứ nắm chặt tay cô không có buông. Thấy Ly ngần ngừ, Nhân ôm cô vào lòng. Ly càng dùng dãy thì anh ta càng siết chặt. Đôi môi anh ta tham lam rà sát khuôn mặt cô. Bàn tay giữ lấy eo, bàn tay kia bắt đầu sờ mó vào bộ ngực nở nang của Ly. Sự va chạm đó khiến phần dưới căng cứng của anh ta đâm vào đùi của Ly, làm Ly nhận ra Nhân vẫn là một tên đàn ông 100%. Sự phát hiện đó làm cho Ly rất bất an cho ông Chánh. Vì sao ông lại tuyệt đối tin tưởng người bạn này không có khả năng đàn ông? Đến khi anh ta nói mấy lời với cô, Ly lại càng thấy kinh sợ cho con người này. Ông Chánh nói với Hoa là em rất muốn có một đứa con. Hôm nay Hoa đến giúp em tội nguyện. Đừng từ chối Hoa nghe. Nếu như em có thai, Hoa sẽ chịu trách nhiệm. Nói vậy nhưng nếu em không có muốn công khai cha của đứa bé, Hoa cũng giữ kín cho em. Rõ rồi. Rõ ràng rằng hắn ta đang lừa dối ông Chánh. Nhưng tại sao phải lừa dối chứ? Là bạn thân lâu năm với nhau, ông Chánh đã cưu mang cả gia đình họ. Tại sao lại nói dối với ông mình là người bất lực? Tại sao lại nhận lời ông Chánh chịu mang tai tiếng hữu danh vô thực với cô, để rồi đêm tối lại lần mò tới đây giở trò dâm dục? Cô đã ăn nằm với ông Chánh rồi, đó là người đàn ông mà cô khắc cốt ghi tâm. Nếu như may mắn có thai với ông thì xem như trời Phật không phụ lòng cô. Còn nếu như không thì số cô là như vậy, không có mơ mộng cưỡng cầu gì nữa. Nhưng hiện tại cô không cho phép ai tham gia vào cái thai tràn đầy hy vọng của cô. Cô nhất định không sinh ra đứa con tạp chủng. Vậy thì cái tên nha sĩ sợ nắng sợ mưa này làm sao lại chạm tới người cô được? Với sức mạnh của nghị lực, Ly xô bật Nhân ra ngoài, cô hét lên. Ông hai với ông, bàn tính thế nào là chuyện của hai người. Còn với cá nhân tôi thì không có cho phép ông lảng vảng khu vực này với ý đồ đen tối.
ông lập tức biến khỏi nơi này, nếu không có tôi la làng lên là ông ăn nhục đó. Ông bước ra ngoài đi, mà nhìn xuống ruộng xem, đèn soi sáng rực kia kìa, người ta đi soi tràn đồng, chỉ cần tôi hô một tiếng là mặt mũi của ông để đâu. Biến ngay đi, đừng có nghĩ mình là đàn ông sức dài dai rộng, bộ hình của ông á tôi xô một cái té chuối nhủi ra đất liền à. Nhưng ngó thấy thái độ giận dữ và quyết liệt từ chối của Ly thì thốn trong lòng, anh ta vội vàng nói: Qua chỉ thử em thôi, anh Chánh nói em là người đàn bà đứng đắn, nếu như anh Chánh gửi gắm em cho Qua chắc cũng có nói sơ với em vậy Qua rồi. Qua hì hồ như vậy chứ không có mần ăn ra trò trống gì đâu. Chuyện này em có kể cho ông Chánh nghe thì ông cũng chỉ cười thôi. Thú thật với em là ông ấy xui Qua làm vậy đó. Ly biết hắn ta ngụy biện, nhưng cô không muốn đôi co với cả hạng người này nên lắc đầu chỉ tay ra ngoài. Ông biến đi cho tôi nhờ, tôi cũng không có hơi đâu mà kể cho ai nghe cái chuyện của ông đâu. Nhưng ông nên nhớ một điều, muốn đi vô đây phải đi ngang biết bao cái nhà, nhà nào cũng là người thân của tôi hết đó. Giấy không gói được lửa đâu, tôi có thể mang tai tiếng với ai cũng được, nhưng với ông thì không, nghe rõ thì lập tức biến đi giùm cái. Trong đêm hôm khuya khoắt, Nhơn lầm lũi ra về. Hai ngày sau, vào một buổi chiều, khi Ly đã lùa vịt vô chuồng xong xuôi, cô đóng cửa chuồng vịt rồi tắm rửa. Trời cũng đã chật vật tối. Giả lại, chỉ ở có một mình nên cô trút bỏ quần áo, ra mái nước dội ào ào. Xong trần truồng vào phòng, lấy khăn lau khô thân thể. Rồi cô định thắp đèn dầu lên để lấy quần áo mặc vào. Bỗng có hai bàn tay lạnh ngắt mềm dưỡi ôm chầm lấy cô. Phản xạ tự nhiên, Ly hất văng hắn ta ra khỏi mình, chụp cái mền quấn quanh người rồi quơ cái đèn pin rọi vào mặt của hắn. Thì ra lại là ông. Hôm nay ông giải thích ra sao với tôi đây? Lại là thử tôi nữa hả? Ông lập tức rời khỏi đây liền, không thì tôi đập cái đèn pin vô đầu phun máu bây giờ đó. Ông đúng là một kẻ không ra cái gì mà. Ngày mai tôi sẽ ra gặp vợ của ông cảnh giác bà ấy. Đừng có thả rong chó ra đường cắn càng. Giọng nói của Nhơn bình thường êm ái nhẹ nhàng, nay bỗng thay đổi 360 độ. Này Nhan, cô không có được xúc phạm tôi như vậy đâu nha. Làm qua cho người ta hái, làm gái cho người ta chọc. Cô là đàn bà không chồng mà ở một mình nơi hoang vắng. Tôi thương tình nên đến chia sẻ với cô. Không biết cảm ơn mà còn hàm hồ. Cô cứ nói với mọi người đi, coi người ta có tin cô chưa thất thân với tôi hay không. Nếu như cô không có đồng ý làm người tình một đêm với tôi sẽ gặp bà cả Chánh mà nói với bà rằng cô đang núp lén với ông Chánh để coi bà trừng trị cô ra làm sao nha. Ly trừng mắt, khinh miệt, phun bãi nước miếng xuống đất cái phèo. Ông cứ nói đi, nói để coi hậu quả của việc du khống ra làm sao. Theo tôi biết, người cần ông Chánh là ông chứ không phải tôi. Bao nhiêu năm nay không có ông Chánh, gia đình ông được ăn sung mặc sướng, dinh thân phì gia như vậy không? Còn tôi lao động vất vả kiếm tiền, tôi với ông Chánh chưa bao giờ gặp nhau riêng tư. Ông nói bậy không sợ thụt lưỡi hàng sao? Nói đi, tôi thích ông nói để rồi coi tình bạn của ông với ông Chánh còn có giữ được không cho biết. Đừng có mà ở đó dở giọng nhát ma tôi à. Thấy anh ta cứ chần chừ chưa chịu rời đi, Ly cầm đèn pin giơ lên. Tôi cay ngay, không có sợ chết đứng. Ông biến đi liền chưa? Kẻ đổ máu ra đây rồi chừng đó bưng bít sự thật không có được đâu. Ánh sáng của đèn pin quét ngang mặt Nhân và bỗng dừng lại. Ly nhận ra cặp chân mày lợt đớt của Nhân. Hắn ta có khuôn mặt cũng dễ coi, cặp mắt to nhưng không có xứng với hai cái chân mày mỏng như bị nhổ bớt. Sống mũi cao và thẳng, hai cánh mũi mỏng bọc kín hai lỗ thở nhìn ngộ ngộ. Cái miệng nhỏ, cô từng nghe người ta khen hắn ta ăn nói mềm mỏng dịu dàng. Con người này rất khéo che đậy, không biết ông Chánh đã bị hắn lường gạt bao giờ chưa? Chắc là không đâu. Người như ông Chánh sao lại dễ bị kẻ như hắn gạt gẫm chứ? Nhưng mà người như ông Chánh sao lại giao du thân thiết với hạng này? Thấy Ly quyết liệt quá, Nhân không nói gì nữa mà lững thững ra về. Hôm sau, ban ngày ban mặt, hắn ta lại vào nữa. Lần này thái độ khác hẳn. Hắn cười thân thiện khi gặp Ly, chào hỏi đàng hoàng. Hôm nay tôi cố tình vô gặp cô để giải thích mọi chuyện. Đó là do anh Chánh kêu tôi thử cô thôi. Chứ cô nghĩ đi, tôi có vợ đẹp con ngoan,
ham hố gì cô mà lặn lội vô đồng ruộng cho cực thân vậy chứ. Anh Chánh kêu tôi tới để nếu như sau này cô muốn kiếm con á, thì tự do, dù sao cũng có người thấy tôi ra vô đây rồi. Tôi sẵn sàng chấp nhận tai tiếng để cho cô thực hiện được tâm nguyện. Vợ tôi là người biết chuyện, sẽ không có ghen tuông vô cớ. Chuyện này cô ấy cũng biết, cho nên hôm nay tôi tới đây giải thích rõ ràng với cô một lần cuối. Từ nay tôi sẽ không có vào đây nữa. Cô cũng đừng vì chuyện này mà có thành kiến với tôi và giận anh Chánh nghe không? Dân nói xong thì ra về. Ly ngồi lại một mình nghĩ đủ thứ chuyện. Có thể ông Chánh sợ sau lần đó cô có thai sẽ mang tiếng lấy bậy. Những người chung quanh khiến cho vợ con họ thành kiến nghi ngờ cô nên mới kêu Nhơn vào cho người ta nhìn. Mà cũng không có đúng. Nếu như ông Chánh làm vậy thì ông nghĩ Nhơn chẳng còn khả năng đàn ông. Nhưng rõ ràng là cô biết Nhơn vẫn là gã ham muốn xác thịt. Ông Chánh nhầm lẫn điều gì sao? Để rồi cô sẽ nói cho ông ấy nghe về cái chuyện này. Nhưng cả mấy tháng trời, ông không có vô ruộng nữa. Hôm trước vô với chú Tư mà cô quên khuấy đi. Hôm nay bà cả lại tới. Bà cả thì chắc không có nghi ngờ gì rồi. Lại nữa, bà cả cũng đang có thai. Chắc vì vậy mà bà thông cảm cho cô cũng nên. Mà thôi kệ đi. Từ hôm đó đến nay hắn không la cà nơi đây nữa. Bây giờ cô chỉ nên lo cho cái thai của mình. Ông Chánh đã thừa nhận rồi. Với Ly như vậy đã đủ. Ít nhất cô cũng biết con mình có một người cha chính nhân quân tử và trong người của nó đang chảy dòng máu nhân hậu thiện lương là được. Rồi ông Chánh cho người gấp rút làm hai cái chòi dịch trước hai cặp vợ chồng ở xã khác về. Sau đó ông hốt cho mỗi hộ hai thiên dịch con, cung cấp thức ăn cho dịch. Còn đám dịch lớn của cô thì tăng cường thêm lúa lép là loại bui bui được gieo ra trộn chung với lúa chắc hạt cho ăn vì chúng đang rớt hột dần dần. 1.000 con, trong đó hết gần 300 con dịch đực nên chỉ nhặt được khoảng 700 trứng. Cô nhắn cho ông Chánh biết cô sẽ bán bớt khoảng hơn 100 con để chỉ hao lúa chứ không có ích lợi gì. Số tiền bán được cô nhờ chú Tư đem ra cho bà cả. Hai cặp vợ chồng mới là do chú Tư giới thiệu về. Chú biết chú có tình cảm tốt với Ly nên họ cũng đối xử ân cần với cô. Hai người vợ, mỗi người chỉ có một đứa con lên 3, thường hay tới lui với Ly. Mỗi căn chòi chỉ cách nhau khoảng 100 bước chân. Có món gì ngon, cũng hay hú hí nhau ăn cùng. Tình thân như ruột thịt. Thấy Ly mang thai, hai chị gồng gánh cho cô nhiều việc. Vợ chồng Túc và vợ chồng Chuẩn đều nhỏ hơn Ly nên coi cô như chị của mình. Từ ngày trong ruộng có thêm người nuôi, ông hai cũng đến nhiều hơn trước, nhưng lần nào cũng đi cùng vài người, có khi tổ chức nhậu nhẹt ở nhà Chuẩn hoặc Túc, lần nào cũng có Tư thời. Ông hai mua thuốc bổ thai nhờ chú Tư mang đến cho Ly, còn ông thì đi ngang không ghé dù, chỉ là gặp Ly ở chòi hai người nọ. Nhưng Ly nhận ra ông hay lén nhìn mình, nhất là nhìn cái bụng ngày một nhô lên của cô. Một lần, ông hỏi ngay trước mặt mọi người. Còn bao lâu nữa mới sanh? Dạ, khoảng tháng nữa đó ông hai. Cô nói khi sanh, vợ năm chà sẽ nuôi đẻ hả? Dạ. Rồi ông quay sang vợ Túc và Chuẩn. Chừng nữa, nhờ hai thím coi chừng bày dịch dùm hen. Cô Ly này chắc phải nghỉ dưỡng lâu ngày. Ít gì đứa nhỏ cũng phải 5-6 tháng mới biết ngồi, rồi mới dám bỏ nó ở nhà. Để tôi nhờ người đóng giùm cho cổ cái nôi bỏ đứa nhỏ vô, chứ để một mình bò lết nó té săn dịch. Nghe ông nói, ai cũng cười trần trần. Mấy hôm sau, bà Ba Hồng sừng sộ đi vào chòi, vừa thấy Ly với cái bụng to kình, bà phát lên chửi. Tốt lành quá mà, đẹp mặt quá mà. Chữa quan như vậy không thấy xấu hổ với thằng chồng đã chết của mày hay sao? Ly trước giờ luôn nhịn bà, nhịn một cách đớn hèn ngu ngốc. Nhưng cô bây giờ không phải như ngày xưa. Cô đã thoát đi hoàn toàn ra khỏi cái nhà đó. Bà ta không có quyền hạn gì với cuộc đời của cô. Tất nhiên cô không để bà có cơ hội nhục mạ mình được. Ly chống nạnh hai tay, nghênh mặt lên. Bao nhiêu uất ức bị đè nén lâu ngày dù cô đã cố quên, cố tha thứ cho bà, bỗng phút chốc
phừng phừng trỗi dậy, cô nhếch môi cười nhạt. Tại sao lại xấu hổ? Ảnh bây giờ không còn, nhưng tôi vẫn còn. Tôi phải có cuộc sống của tôi. Tôi muốn sinh con với ai là quyền của tôi. Miễn là tôi không có phá hoại gia đình người ta là được. Bà lấy tư cách gì mà quản tôi chứ? Bà ăn nói hàm hồ, sỉ nhục tôi thì tôi không có nhịn bà đâu à. Đừng có trách sao tôi ăn nói hỗn hào với bà đó. Trời ơi, quá sức cái con này rồi. Bà đi về đi, cấm bà bén mảng tới chỗ này à. Còn nếu bà thích thì cứ đứng đó mà la lối, không có được bước chân vô khu vực của tôi. Cứ tự nói tự nghe đi. Tôi nghe bà mười mấy năm rồi, giờ chán chê lắm rồi đó. Ly nói xong, bỏ sang chòi dịch của Chuẩn. Vợ Túc và Chuẩn cũng đang đứng nhìn, thấy Ly bước qua. Hai người kéo tay cô vào buồng đóng cửa lại. Bà Hồng tức quá, chửi đổng một hồi rồi bỏ về, coi như Ly đã giải quyết xong bà ta. Rồi thì Ly sanh. Nửa tháng sau, bà cả cũng lâm bồn. Hai bà sanh ra, hai thằng cu làm cho ông Chánh sướng tê người. Từ thời biết ông Chánh ngại không có dám xem mặt thằng con của Ly nên giả bộ đến thăm bà cả. Vì là đàn ông nên chú không có vào được giường cử của bà. Ông Chánh tiếp chú ở nhà trên. Chú Tư nói nhỏ. Ta nói nó đã lắm anh hai à. Phen này chết anh rồi đó. Nó giống anh như cắt mặt để luôn đó. Tướng bậm trợn mà ngắn ngủn luôn. Cặp chân mày tướng một quệt đen thùi y chang anh đó. Còn nít mới xanh mà tóc quá trời tóc luôn à. Không phải của anh thì của ai. Dòm vô chạy trời người ta cũng nói con anh cho mà coi. Ông Chánh trùng mình. Vậy thì chết mẹ tôi chứ đã gì cha nội. Trời ơi, có con anh con muốn nói giống mình hay sao? Tự nhiên nghe chú Tư nói xong, sắc mặt của ông Chánh trầm xuống, coi mồi khó chịu lắm. Ừ hen, cặp chân mày tướng một quệt đen thùi là của ông chứ của ai. Tóc quá trời tóc cũng của ông luôn. Không tin nhìn ba đứa con gái thì biết, đứa nào đứa nấy nhìn vô là biết con của ông. Chỉ lai mẹ nó có cái vụ cao ráo thôi. Nhờ giống ông mà tóc tụi nó bồng bềnh nhìn ngộ gái lắm. Còn cái thằng cu mới sanh này sao lạ vậy? Sao mà chân mày nó lật đớt à? Ông cảm giác rất quen. Từ hôm nhìn thấy mặt thằng nhỏ đến nay, trong lòng của ông luôn ngờ ngợ. Cảm giác thật là lạ lùng khó diễn tả. Bỗng dưng nghe Tư Thời nói về con của Ly, ông bất giác nhớ ngay đến hai đứa con trai của Nhơn mà sau khi vợ Nhơn sanh ở nhà thương về có 3 ngày rồi. Phải rồi, thằng nhỏ này y hệt hai đứa nhỏ đó. Đều là con của ông dưới danh nghĩa là con Nhơn, phải không? Nếu nói là Nhơn không có sơ muối gì ba cái bào thai đó, vậy sao hình dốc và mặt mũi là y chang anh ta? Nhất là hai đứa nhỏ, càng lớn càng giống Nhơn không có sai một nét. Ủa? Hai đứa nhỏ đó là do ông tạo ra mà. Có điều gì nhầm lẫn trong đó hay không? Có cái gì đó, nó như một vết dao vô hình chém không có thương tiếc vào tim của ông, đau buốt mà không có chảy máu. Dấu trí, ông Chánh muốn đích thân nhìn mặt thằng nhỏ mà chắc chắn 100% là con của mình qua cặp chân mày. Mái tóc và thân hình cũng cỡn, ông gấp rút nói với Tư Thời. Chú chờ tôi vô nói với bà một tiếng rồi tôi đi cùng thăm thằng nhỏ. Cũng hơn nửa tháng rồi, tôi vô tình quá, chắc cô ấy buồn tôi lắm. Tư Thời gật đầu, ông Chánh vào giường cử của bà cả, nói giọng vô. Tư Thời cho hay dịch bị động bày ở trong ruộng, tôi vô trỏng chút nhan bà. Coi có gì không có xài, kêu sắp nhỏ soạn cho tôi một mớ, đem vô cho con Ly luôn. Nghe nói nó sanh hơn nửa tháng rồi, dù sao nó cũng giữ dịch cho mình bấy lâu. Tiếng của bà cả trong buồng vọng ra. Ừ, ông kêu tụi nó soạn đi. Lát sau, hai ông già ra khỏi nhà hăm hở hướng về chuồng dịch thẳng tiến. Trong lòng có ông Chánh trăm mối ngổn ngang. Trên đường đi, Tư Thời nói với ông Chánh. Trong cục đó hình như ai cũng biết thằng nhỏ là con của anh. Ta nói nó như cắt mặt để mà. Y chang cái mặt anh thu nhỏ lại vậy đó. Nó giống gì mà giống kỳ cục à. Bà cả thấy cái là tiêu luôn à. Anh coi liệu làm sao á, chứ tình trạng này không có giấu lâu được đâu. Chắc hồi đó có bầu, con Ly nó nhớ về anh nhiều nên sinh ra thằng nhỏ giống y hệt cha nó vậy đó. Ông Chánh thở dài. Thú thiệt chứ chú á, thằng nhóc bà vợ tôi sinh ra không có nét nào giống tôi hết trơn á. Dòm nó như không có cặp chân mày vậy á, mới ngộ chứ. Mà chú coi,
ba đứa con gái của tôi chân mày đứa nào cũng rậm rì, thiếu điều phải cạo bớt đó. Sắp đi ngang nhà Nhân, bất giác ông Chánh níu tay Tư Thời. Ghé anh Nhân chơi chút rồi đi chú. Tôi với hắn cũng ít khi nói chuyện với nhau. Nhìn bộ dạng bán nam bán nữ của hắn, tôi chướng con mắt quá trời. Đành rằng tai nạn không có lường trước khiến y ra nông nổi như vậy. Nhưng dẫu sao cũng đã từng là đàn ông sức dài vai trọng, đâu thể éo lá kỳ cục vậy chứ. Éo lá làm sao? Tôi thấy ảnh cũng bình thường mà. Bình thường á con mẹ tôi à, ngó xa xa thì bình thường, nhưng lại gần thì khác à. Mà cha nội này theo anh thì sao không biết chứ, tôi thấy anh chả giả giả kỳ kỳ anh ơi. Giả giả kỳ kỳ là sao chú? Nói không có được, nhưng nhìn vô tư cách con người mình không có lòng tin. Chứ không phải ở đây người ta coi trọng ảnh lắm hay sao? Nói ảnh nhổ răng bát tay và ăn nói mềm mỏng. Là với đàn bà con gái vậy anh ơi, chứ đàn ông tới hắn lạnh nhạt lắm. Tôi thì nghe nói nếu đã thay đổi giới tính thì cũng thay đổi sở thích. Vậy lẽ ra anh phải khoái đàn ông chứ. Vậy tôi hỏi thiệt anh nghe, sao anh biết y không còn khả năng đàn ông? Thì anh tự khai với tôi chứ ai. Mà sao anh tin y nói thiệt hả? Anh gạt tôi mận gì? Tụi tôi quen biết nhau từ hồi còn đi học lẫn mờ. Không biết quan hệ của hai người ra làm sao, chứ tôi không có tin cha nội này à. Những lời của Tư Thời làm cho ông Chánh trùng bước. Ông không muốn tới nhà của Nhân nữa, phải nhìn mặt thằng cu con của Ly trước rồi quyết định sau. Có thể hai đứa con do vợ ông sinh ra không phải là của ông hỏng chừng. Nhân gạt được ông thì cũng gạt được những người khác. Đi ngang nhà Năm Trà Cà Thục, vợ Năm Trà thấy ông Hai xách hai cái túi đồ thì cười cười. Ông Hai đi thăm thằng nhóc phải không? Thằng nhỏ thấy cưng lắm à. Ông Chánh biết vợ Năm Trà muốn ám chỉ điều gì. Người có tịch thì rục rịch. Lại nữa, chị ta đã cất công nuôi Ly và chăm sóc cho con ông ròng rã thời gian này. Ông quay sang cười với chị. Ủa? Hôm nay thím không có ở trọng với cổ hả? Con mới chạy về cái rẹt đây nè để giặt đồ cho cha con ảnh á. Trời ơi! Dài bữa phải về giặt đồ rửa chén ông ơi. Cha con đó ở nhà bày bên bố trận dọn dẹp muốn chết hả? Ông vô trước đi. Con phơi đồ xong con vô liền. Chú Năm nó đâu rồi? Ảnh đi gạt rồi ông ơi, hôm nay gạt dần công cho anh lọ nồi, vô vụ rồi, cực lắm ông à. Hai người tà tà vào chòi dịch, trong bụng của ông Chánh nôn nao khó tả. Ông không có hy vọng con của Ly giống y chang mình, ông chỉ muốn con của bà cả giống ông thôi. Chỉ cần nó có cặp chân mày rậm và tóc tai đen nhánh như ba chị của nó là ông mãn nguyện rồi, mặc cho nó dài thòn như mẹ nó, ông càng vui mừng. Nhưng nhìn thấy bộ dạng thằng nhỏ, ông đã thất vọng lắm. Bây giờ, ông chỉ muốn nhìn mặt thằng con mà ông tin chắc nó là con của mình thôi. Ly đang ngồi xông hơi cho con, nghe tiếng Tư Thời và ông Chánh thì mặt đỏ bừng vì vui mừng. Cô bê thằng nhỏ ra chào, tự nhiên ông Chánh đưa tay đỡ lấy. Tim có ông đập thùi thụi khi nhìn thấy đứa bé chưa đầy tháng tuổi. Trời ơi! Ông không có thể nào tưởng tượng ra được. Đây là khuôn mặt mình thu nhỏ lại gắn vào cái đầu tròn trịa của đứa con trai. Thằng nhỏ mát sữa, bụ bẩm đáng yêu kỳ cục. Bất giác, ông kề mũi vào má nó, thơm mùi trẻ con và thơm luôn tình phụ tử đang trỗi dậy mãnh liệt trong tim ông. Và bỗng nhiên, ông Chánh cảm thấy sao mà lạ quá. Sao mà khi ông ôm thằng cu do chính bà cả sinh ra thì trong lòng không có dâng lên một tình cảm ngọt ngào thiêng liêng như vậy. Nãy giờ, nghe Tư Thời nói thằng bé con Ly nó giống y chang ông. Ông mới ngầm so sánh ba đứa con gái mà trước nay ông luôn nghĩ là con do chính mình tạo giống là không có nét giống mình. Thì cho là lão Nhân gạt ông đi. Nhưng tại sao ngay cả đứa nhỏ do bà cả sanh cũng có nét giống Nhân là sao? Điều này vô lý lắm. Giữa Nhân và Tú Mỹ chắc chắn không có mối liên hệ nào ngoài thời gian bà cả Tú Mỹ đau răng nhờ Nhân chữa. Mà chẳng lẽ chuyện đực cái xảy ra ngay trần cái lúc bà đang đau răng hay sao? Rồi bỗng nhiên ông sực nhớ ra. Đúng, sau khi ông làm cái chuyện đó với Ly thì cũng là lúc bà cả đau răng. Nha sĩ Nhân có tới lui khám cho bà, sau đó chính bà đến nhà Nhân để nhổ bỏ. Chẳng lẽ trong thời gian đó đã xảy ra chuyện cho nên bà sinh sau Ly nửa tháng? Trời đất,
Sự thật mà bà mang thai của Nhơn thì rầy rà lớn chuyện rồi. Cha nội này gạt ông bao nhiêu năm nay hay sao? Lý do gì mà hắn nói rằng hắn đã mất khả năng đàn ông và vì tình bạn ông đã từng giúp đỡ hắn mà hắn sẵn sàng cho ông gửi nhờ đứa con vào bụng của Bích Loan, vợ hắn? Mà thôi, chuyện đó để giải quyết sau. Bây giờ ông phải tận hưởng giây phút bên đứa con trai máu thịt của mình cái đã. Ông Chánh âu yếm hỏi Ly. Tính đặt tên gì? Ly mặt mày đỏ bừng cúi đầu xuống. Con chờ ông đặt tên cho nó. Em họ Hồ hả? Phải không? Dạ. Trước mắt khai sinh cho con theo họ mẹ là Hồ Thuận đi. Sau này qua công khai thì sẽ thêm họ Lê cho nó là Lê Hồ Thuận. Ly vui mừng hớn hở. Dạ, trăm sự con nghe theo ông. Ông Chánh ôm thằng nhỏ vào lòng, hôn vào má của nó. Đứa bé chưa được 20 ngày tuổi, chưa ý thức được gì, nhưng bỗng nhiên cười chúm chím với ông. Ông Chánh nghe trong lòng mình dậy lên một tình thương trìu mến lạ kỳ cho cả mẹ lẫn con. Ông dịu dàng nhìn Ly, rồi hướng mắt vào hai cái giỏ sách để dưới đất ông vừa mới mang vô hồi nãy. Có một số đồ cho em bé và mẹ, có cả đồ bồi dưỡng ở trong đó đó. Em coi soạn ra dùng đi, thiếu cái gì thì nói với chú Tư, qua sẽ đem vào cho em, nghe không? Con không thiếu gì đâu ông à, tiền ông cho hôm bữa con vẫn còn đây nè. Để lát qua cho thêm, rồi coi trả công cho vợ năm chà, người ta đã bỏ chuyện nhà vô phụ mình cả tháng trời. Dạ. Chú Tư Thời thấy ông Chánh coi bộ ham con nên muốn để cho hai người chia sẻ với nhau một chút. Chú bèn nói: Anh ngồi đây chơi với thằng nhỏ, chờ tôi qua nhà hai thằng Túc Chuẩn thăm coi tụi nó mần ăn ra làm sao cái nghe. Ừ, chú đi đi. Đi lẹ miệng nói: Đi một chút rồi quay lại chỗ con ăn cơm nghe chú Tư. Hôm qua anh ba kho quẹt á, đem lợi cho con cả chục con tôm càng, con kho tàu đỏ au, ngon lắm. Ông Chánh giật mình trố mắt nhìn Ly. Qua trời qua, sanh đẻ mà ăn ba cái đồ phong đó sao đặng? Sao không nhờ thiếp năm á, mua thịt hay cá đồng gì ăn mà ăn gì bất nhân vậy ha? Không sao đâu ông à, ở ruộng mà ăn tôm kho tàu á, là bình thường thôi mà. Hồi chưa gì ở đây á, nhà kia có kho á, thì con cũng chẳng có sơ muối được gì. Nay thì muốn ăn là xuống ruộng mò một hồi lình khình luôn, mặc sức mà ăn. Ông Chánh nhìn Ly bằng đôi mắt đầy thương cảm. Tội hết sức hồn. Thôi, từ nay đừng có lo cái gì nữa. Hãy ráng giữ gìn sức khỏe, lo cho thằng nhỏ tốt là được rồi. Ông hai cứ ẵm thằng Khu Thuận mà nhìn hoài, mặc cho Ly lúi húi nấu cơm. Chú Tư Thời qua hàng xóm, chị Năm Trà cũng vừa vô tới. Thấy Ly lui cui dưới bếp, chị nạt ngang. Đi lên đi, còn non ngày non tháng mà làm rỉ mỏ đây chi vậy? Ly cười hề hề. Em tính nấu cơm cho ông hai và chú Tư ăn luôn thể. Để đó tôi nấu cho, sanh đẻ mà không kiên cử gì ráo. Sau này mỗi gối chồng chân, tự mình chịu chứ ai chịu cho mình. Thấy tôi không, tôi sanh hai lần mà còn khỏe re vậy nè. Bị hồi đó má tôi nuôi kỹ lắm, còn trong tháng không hề cho động đẩy móng tay à nghe. Thôi đi lên đi, bắt nồi cơm xong chứ gì đâu, đồ ăn thì có sẵn rồi. Nhóm lửa nấu cơm xong, chị Năm lên ngồi nép bên vạt tre mà Ly mới mua trước khi ở cử. Chỗ này dùng cho đứa bé ra tháng nằm chơi. Ông Chánh đang ôm thằng nhỏ ngủ ngay ngất trên tay, Ly nói: Ông đưa nó cho con để xuống, chứ ẩm hoài nó quen, mười mốt không bỏ xuống được cái chết con à. Ông Chánh luyến tiếc: Qua ôm nên nó ấm mới ngủ ngất vậy chứ. Em lấy gối lót ra đi, qua để xuống cho. Qua cũng rành cái vụ nuôi con nít lắm mà. Ông Chánh đặt thằng Cu xuống giạc. Ly đã kê sẵn cái gối nhỏ xíu ở đó. Ông sửa bộ cho nó nằm ngay ngắn, rồi kéo mền đắp ngang bụng cho con. Chị Năm chồm tới nhìn thằng nhỏ ngủ say sưa. Mặt chị hớn hở, vui lây niềm vui của Ly, rồi bất ngờ buột miệng: May hồn may vía, cô Ly này mà không làm dữ là cha nội Nhơn thêm tay thêm chân cho thằng nhỏ rồi. Ông Chánh sửng sốt: Thím nói vậy là sao thím Năm? Ủa, chứ bộ cô Ly không có nói với ông sao? Khi mà cổ chưa biết mình có bầu, cha nội Nhơn đêm hôm cứ chui vô hoài, cổ tưởng chả bị bất lực
nên không có đề phòng, về đâu chả hừng hực như trâu á. Còn nói ông kêu ổng cho Ly đứa con nữa. May hồn cô Ly đập cho một trận, mang đầu máu gì, đá vậy còn tới lua mấy lần, tàn là ban đêm không à. Sau đó nhắm mồi không có được, nên ban ngày ban mặt vô nói phải quấy, là ông hai kêu ổng thử bụng Ly, coi có đàng hoàng hôn, rồi năn nỉ cô Ly đừng có buồn ổng, đừng có giận ông hai nữa đó. Ông Chánh nghe cái lỗ tai mình kêu răng rắc, ông giận rung thịt luôn, nghiến răng trẹo trẹo ngó Ly. Ai kêu thằng chả hồi nào đâu, dụ vậy mà em không có nói cho qua. Ly hoảng sợ với thái độ của ông, nhưng cô vẫn tự tin mà nói lớn rõ ràng. Hôm con biết mình mang thai, ông và chú Tư vô con cũng định nói, nhưng lu bu một hồi quên khuấy đi à. Mà tại sao ông nói ổng không có khả năng đàn ông, nên con không có nghi ngờ gì. Ai dè, ổng sàm sỡ quá mức à. Chừng đó con mới nhận ra ổng là đàn ông chắc cú. Con đuổi thẳng cổ, nhưng ổng cứ lì lợm, xém chút con đập cái đèn pin lên đầu phun máu rồi đó. Mấy lần như vậy luôn. Sau đó ổng xin lỗi rồi biến luôn tới nay đó. Ông Chánh nghiến răng thật chặt. Nhưng cái thằng bạn khốn kiếp, hắn muốn cái gì ở ông đây? Bao nhiêu chuyện ông làm cho nó chưa có đủ hay sao? Hai lần vợ nó có mang đều nói là của ông, vì nó bị mất khả năng đàn ông rồi. Ông quá tin bạn, cho nên dù mặt hai thằng nhỏ không có dương một nét nào của ông vẫn chịu nhìn nhận, vì ông cho rằng vợ hắn vẫn thương yêu hắn, nhìn hắn mỗi ngày nên đứa bé sinh ra giống hắn là phải rồi. Có ngờ đâu, hắn thò cái đuôi vô tới nhà ông rồi bò ra tới ruộng tìm Ly. Thằng khốn nạn này có ý đồ gì vậy? Ông có thể làm ngơ coi như không biết được gì hay sao? Có phải ông là kẻ hèn hạ dè dãn bạn vợ rồi ăn nằm với cô ấy đâu? Mọi chuyện có đầu có đuôi chứ. Nhất định ông không thể nào làm quả nuôi tu hú được. Nếu hai đứa con của hắn là con của bà cả và là giọt máu của Nhân, thì điều này hắn đã cố tình bày binh bố trận từ rất lâu, phải vạch mặt kẻ trong bóng tối muốn hãm hại ông để coi mục đích và dụng tâm của hắn ta là gì. Từ thời qua tới, Thích Thú cười nói với ông Chánh. Tôi nói cho anh nghe mà ham đây nè, năm nay anh có thêm thằng con này là điềm hên lắm đó. Bốn thiên dịch lớn như thổi, đố ai cũng nặng bông triểu hột, trúng hết thân. Hai thằng Túc Chuẩn đi gặt mướn cho mấy đứa kia suốt cũng có bạc xài. Ta nói vua hiền thần trung, dân giàu nước mạnh không có sai. Kể ra hai đứa con anh xuất hiện lúc này thật là phải hen, đem lại may mắn cho anh. Ông Chánh liếc Tư Thời. Chú được cái nói cho mát bụng người ta thôi à. Lúa năm nào mà không trúng mà nói như vậy. Em Ly đây á, đàn bà một thân một mình, nuôi cả thiên dịch không có hao hớt một con, huống chi hai người kia trai tráng, lại có đủ vợ đủ chồng. Thôi, coi cơm nước rồi về cho nội ơi. Đi từ hừng sáng tới giờ đó. Ăn cơm xong thì thằng cu thức dậy ọ ẹ. Ông Chánh lại ẩm nó lên, xi đái rồi nựng nịu một hồi mới chịu đặt xuống. Tư Thời ghẹo. Anh nói đi, nói vậy nè. Ngoan, ngoan, tiếc cưng ngang cục vàng, mau nhớn, chạy nhảy rồi tiếc cổng đi chơi ngang cục vàng. Nói đi, nó nghe được liền đó. Ông Chánh Thích Thú đập vào vai của chú, rồi móc túi ra đưa ly cục bạc, dặn dò. Thèm muốn ăn cái gì thì nhờ thím Năm mua cho ăn, để đủ sữa cho bú ngang. Ly ngần ngại cầm sắp tiền. Dạ con biết rồi, con trọng ơn ông. Nhớ hồi có bầu, ông cứ dặn thèm cái gì thì ăn, chứ đừng có để sau này con nó nhiễu nhão. Ông thấy không, thằng nhỏ sạch trơn à, khô queo có nhiễu miếng nào đâu. Ừ, qua dặn lần vậy thôi, giờ qua dìa, vài bữa sẽ vô chơi với thằng nhỏ. Nhớ lời qua dặn, đặt tên con là Hồ Thuận ngang. Dạ, con nhớ rồi. Ông Chánh nhìn Ly một cái nữa mới bước ra. Ông chạnh lòng khi nhận thấy ánh mắt đầy lưu luyến và yêu thương Ly đang nhìn mình. Chắc là cô mong nhớ ông lắm mà chẳng dám nói. Ông tự hứa với lòng là sẽ thường xuyên vào đây. Ít nhất ông cũng bên cạnh con trai trong thời gian nó còn đỏ hỏn. Hai ông già dắt nhau ra dìa. Trước cửa mái chuồng vịt, ông Chánh khoan khoái nhìn vịt tràn ra trắng cả một vùng ruộng rộng lớn. Ông đứng lại nhìn ngắm một hồi rồi mới bước đi. Qua khỏi ruộng vịt một đổi, ông bùi ngùi nói với Tư Thời. Chuyện tay nhân vô dè dãn con Ly chú có biết không?
Chừng tôi biết là y hết vô đây rồi. Sao chú không có nói với tôi? Tôi tưởng Ly nó nói với anh rồi chứ. Với lại y cũng đâu có sơ muối gì được đâu mà anh lo. Anh đã từng nói vậy mà phải không? Nếu hắn không có sơ muối gì được thì cất con mò vô đây làm gì? Tôi lầm hắn rồi. Tư Thời trố mắt. Y có vợ con hẳn hồi, nói láo với anh để làm chi? Để gạt tôi chứ làm chi? Hôm nay tôi phải làm rõ cái vụ này. Chú có muốn coi kịch hay không? Đi theo tôi thì chú sẽ hiểu hết thôi. Tôi tin tưởng chú sẽ một bụng với tôi. Nhất định tôi sẽ bỏ qua cho cái tên đá cá lăn dừa đã núp trong bóng tối che mặt giấu tay lừa gạt tôi mười mấy năm trời. Dòm qua sắc mặt của ông Chánh, chú Tư Thời biết ông đang bức xúc cái chuyện gì lắm. Chứ cái vụ dây giảng Ly chưa đủ để ông tức giận vậy đâu. Tự thâm tâm chú, Tư Thời rất kính trọng và yêu quý địa chủ Chánh. Hiếm có tay nhà giàu nào mà bình dân và nhân hậu như ông. Ai mà địa chủ lại ngồi lê lết dưới đất chén thù chén tạc với tá điền. Khi hứng lên còn cai giọng cổ nữa chứ. Nhất là chuyện của ông có con rơi ở bên ngoài, nhằm vào tay nhà giàu khác, cấm cha đứa nào dám thọt mỏ vô ý kiến ý cò. Nhưng ông Chánh thì không. Ông biết giấy không có gói được lửa và dám làm dám chịu. Đó là cách hành xử của bậc chính nhân quân tử. Bây giờ, ông giận gì cái tay nhân này mà muốn dạch mặt hắn ra vậy? Suy cho cùng, Ly là đàn bà quá, đàn ông dê là có gì sai. Chẳng lẽ là do hắn nói với ông hắn bất lực mà còn đi dè dãn phụ nữ làm cho ông giận hay sao? Vì mà đá cá lăn dưa, núp trong bóng tối, che mặt giấu tay, lừa dối ông mười mấy năm trời chứ. Không được, phải tìm hiểu ngọn ngành trước khi ông gặp tay nhân để ít ra chú cũng có vài ý kiến với bạn. Kẻo ông nổi nóng lên, hư bột hư đường hết ráo. Nghĩ vậy nên chú kéo tay ông Chánh lại. Khoan đã anh, hai đứa mình ngồi xuống đây hút bảy điếu thuốc rồi tính trước tính sau cho gõ gàng đi. Tôi không biết đầu cua tay heo gì ráo trội thì làm sao mà can thiệp vô được. Nếu như anh nói vậy chắc là y chẳng ra gì. Lỡ y nói ngang rồi anh nổi nóng lên cái rầy rà lớn chuyện à. Ông Chánh nghe theo Tư Thời. Hai ông ngồi xuống mép ruộng tránh đường người qua lại. Cánh đồng lúa bạc ngàn lô nhô người đang gặt làm lòng của ông Chánh dịu lại trước phong cảnh thanh bình của làng quê êm ấm. Tư Thời móc túi ra lấy cái bì thuốc trì, hai ông ve mỗi người một điếu thuốc rồi bật quẹt diêm mồi. Hít một hơi dài, ông Chánh lấy tay xoa xoa cầm một lúc rồi đủng đỉnh. Tôi tin anh nên mới dám nói những điều mà tôi đã thề trong lòng là sống để bụng chết mang theo. Nói ra thì mang nhục chứ có tốt lành gì đâu. Trời quả báo tôi chú à. Ngẫm ra cũng tại vì tôi quá ham con trai nói giỏi nên đèo bồng mới lọt họng đó. Rốt cuộc nó leo lên đầu lên cổ tôi ngồi tréo ngẩy ở trển. Mà chuyện gì anh nói ra coi, dòng do quậy nóng ruột thấy mẹ à. Là vậy, tôi với tay nhân quen biết từ hồi lên quận Bình Điền để học, vì với mình nó hết lớp rồi. Sau đó cũng lên tỉnh Bình Hạc học lấy bằng thành chung, mướn nhà ở trọ với tay nhân và mấy người nữa. Trong nhóm chỉ có nhân nghèo nên tôi thương, giúp đỡ đủ thứ. Thậm chí hắn không có một xu mà cũng học suốt mấy năm ở Bình Hạc luôn. Tía tôi mất sớm nên tôi nghỉ. Tài nhân nghèo không có tiền lên Sài Gòn học nên cũng nghỉ luôn. Lúc chia tay mạnh ai nấy dìa. Bận đó tôi về nhà nhân chơi mấy ngày. Má của hắn mới mất. Cha hắn thì buồn nên nhậu nhẹt say suốt ngày. Nhà nghèo hết nói nổi. Lúc đó cô Bích Loan là vợ của hắn bây giờ đây nè. Hay tới lui. Mà hồi đó cổ đẹp lắm. Tướng dông dỏng cao. Tôi ưng ý vô cùng, nhưng biết phận mình lùng mã tử, không có xứng với cổ. Tài nhân nhìn ra hết chứ. Hắn hỏi tôi muốn không, để hắn làm mai. Tôi ngại cổ chơi mình lùng, mang nhục, nên lắc đầu lia lịa. Vậy rồi xa, mấy năm sau vô tình gặp lại hắn, hắn kéo tôi về nhà chơi. Lúc đó cha của hắn đã mất rồi, còn hắn đã cưới Bích Loan về làm vợ. Mà hắn nói nghèo quá nên không có cưới hỏi rình rang gì ráo. Tôi ngó cái nhà của hắn mà thương. Chỗ nhổ răng gì mà dơ hầy dơ cẩy à, không có vệ sinh gì ráo á. Hèn chi, ở lại hai ngày trời, chẳng thấy cái bóng ma nào tới thăm khám răng coi sao. Hắn nói vì hắn không có điều kiện mua sắm thiết bị nên người ta chê. Vậy là tôi ra tiền cho hắn làm cái phòng mạch sạch sẽ để hút khách.
rồi tôi sắm thêm cho hắn những cái món mà hắn yêu cầu để hành nghề. Vợ chồng của hắn ra chiều cảm kích tôi lắm ngàn chú. Hắn nghe tôi tâm sự là rất ham có con trai mà không có, chỉ sòn sòn ba đứa con gái. Lúc đó hắn cưới Bích Loan đã 3-4 năm rồi, vẫn không có con. Rồi hắn chỉ rịch với tôi là cưới vợ về khoảng vài tháng là hắn biết mình vô sinh. Biết mình vô sinh nên hắn chán nản, cắt bỏ tinh hoàn luôn. Nhiều lần kêu vợ bỏ hắn đi để tìm chồng khác để lỡ dở cuộc đời con gái. Nhưng Bích Loan không có chịu. Bây giờ biết tôi muốn có con trai, Bích Loan lại tuổi xuân phơi phới. Và hắn cũng biết trước đây tôi thích Bích Loan, nên hắn năn nỉ tôi là hãy gửi đứa con ở chỗ vợ của hắn. Nếu là con trai thì tôi bắt dìa. Nhưng là con gái thì cho hắn sinh, vợ chồng hữu hỷ. Trời đất ơi, chuyện vậy mà hắn nói ngon ơ trước mặt vợ à. Lạ là Bích Loan cũng không có phản đối gì. Mà chú nghĩ coi, tư cách của tôi có thể làm vậy với vợ bạn được hay không? Mặc dù cho tới lúc đó tôi vẫn còn thấy rung động và cám cảnh cho Bích Loan. Nhưng tất nhiên là tôi không có đồng ý. Nếu tôi quá muốn có con thì tôi cưới đại ai đó đem về. Mắc gì phải làm cái chuyện lẹo tẹo vậy chứ? Thở này có ai gửi con mình vô bụng vợ bạn hay không? Vậy rồi cũng bỏ qua. Dạ đâu, hôm đó anh chả cho tôi uống rượu, để cái giống gì ở trọng mà tôi say quắc cần câu chứ biến gì hết trội. Sáng ra thấy mình nằm trung mùng với vợ chả. Bà khóc sức mướt, ôi thôi, nhưng nói là không có trách tôi, là còn mừng nữa. Nếu như bà có bầu thì coi như tôi giúp bà có con. Chết mẹ tôi chưa, con gì chứ, lỡ bà nhà tôi hay thì rầy ra chứ chẳng chơi. Tôi nói thôi, tất cả là do tôi bậy bạ. Để tôi cho vợ chồng hỏi số tiền mừng ăn, nếu mang bầu thì cũng có tiền sanh đẻ. Sau khi sanh con ra, muốn nuôi thì nuôi, không muốn thì đưa tôi sẽ nhận nuôi nó như nuôi con của bạn vậy. Vậy rồi cạch tôi luôn, không tới lui nữa. Dạ đâu, 2 năm sau hắn mò xuống nhà, nói vợ hắn sanh rồi, sanh con trai giống tôi lắm nhưng không có lùn. Tôi cũng khốn nạn, nghe vậy cái mò lên coi thử, giống đâu mà giống chú Tư. Chú dòm coi, thằng lớn có giống tôi chút xíu nào không? Vậy mà hai vợ chồng cứ nói y chang tôi à. Thôi kệ, tôi tin vì tôi nghĩ có lẽ Bích Loan yêu chả, nhìn chả tối ngày nên sanh ra thằng nhỏ có cái mặt giống chả thôi. Rồi vợ chồng chả cùng nói là thằng nhỏ này con tôi, nên trước sau cũng dìa với tôi. Chỉ bằng hãy cho họ thêm đứa nữa để chính thức là con họ. Tôi mà thèm nữa hả? Vậy mà sao cuối cùng tôi cũng chung vô mồm bá vậy không biết được nữa. Giờ tôi mới hiểu là họ gài bẫy. Vì 2 lần ăn nằm với bà Loan tôi đều không có cảm giác gì thực tế hết trơn trọi, không phải như với Ly. Cũng chính vì sợ bà tối ngày nhìn chả sẽ sinh ra thằng nhỏ y khuôn, nên tôi đề nghị chả theo tôi về đây. Tôi sẽ cấp đất cất phòng mạch cho chả. Vậy là hai vợ chồng đồng ý cái rụp à. Chẳng có đắn đo gì. Về đây, sanh ra thằng nhỏ, cũng cái khuôn của ông chả, chú thấy rồi đó. Tư Thời vỗ đùi ông Chánh cái bạch. Quá trời quá, nghe chuyện của anh kể tôi tưởng mình đang đọc tiểu thuyết chứ. Trời ơi, anh vậy mà để y gạt trên đầu trên cổ à. Y nói y đã cắt 2 tinh hoàn, sao anh không kiểm tra thử coi có đúng vậy không? Ai kiểm tra kỳ vậy cha nội? Vậy chứ vợ chồng người ta đề quyền vậy, mà tự nhiên xúi anh cấy vô bụng con vợ cái bầu. Hy hữu chưa từng có. Theo tôi, trong bụng thị đã có mầm sống của y rồi. Anh chỉ là bình phong thôi. Bởi vì dù sai cách mấy thì khi làm chuyện đó, chẳng lẽ anh không có hề biết gì? Cả 2 lần đều không biết hả? Cứ hễ chạm vào đàn bà là họ sẽ mang thai hay sao? Vậy thì chị cả phải đẻ cho anh bao nhiêu đứa rồi đó. Anh nói làm tôi giật mình. 2 thằng con của tay nhân có nét nào giống anh, tôi cùi sức móng. Cái hôm mà y vô mộ con Ly đó, phần dưới của y cộm lên làm con Ly hết hồn à. Thiến con mẹ tôi chứ Thiến. Bởi vậy tôi nói với anh à, nhìn thấy y giả giả sao đó. Vì anh quá coi trọng tình bạn nên mới bị chải gạt. Ngon thì gạt tôi nè, sáp sáp lại tôi đá cho dập liền à. Anh sao thì tôi không có biết rồi nghe. Chứ gặp tôi dạch mặt y xong tôi khất nhượng ra liền, cho biết thân phận biết phận à. Ông Chánh buồn buồn. Chưa hết đầu chú ơi. Thật tình 10 mấy năm nay, dù tôi không có hài lòng 2 đứa nhỏ, nhưng tôi cũng cho tiền họ nuôi nấng, ăn học tử tế. Nhiều lần vợ chồng kêu tôi bắt về một đứa,
Nhưng nhìn chúng ở trong bụng tôi không có hề có cảm giác ruột thịt hay từng phụ tử thiêng liêng như đối với ba đứa con gái và thằng cu Thuận, nên không có ý định gì. Tôi coi như giúp bạn nuôi con bạn vậy thôi, nhưng mà tôi không có đề phòng thằng Chả nghe chú, bởi tôi thấy bộ dạng bán nam bán nữ của con Chả y như chú nói vậy đó. Dè đâu, Chả mò tới nhà tôi luôn. Nếu không có nghe vụ con Ly thì làm sao mà tôi tưởng tượng ra nổi Chả đã cấy vô bụng vợ tôi cái thằng quỷ nhỏ đó chứ. Trời đất ơi, sinh ra nó dài thòn như Chả và cái mặt y chang hay thằng ma kia, chú coi có chết tôi không? Tư Thời trợn tròn mắt, lưỡi quíu lại muốn á khẩu. Anh nói sao? Chị Cả... Ông Chánh lắc lắc đầu, đưa tay so so cầm. Thì đó, tưởng tượng ra nổi không? Xấu hổ muốn độn thổ à. Trong thời gian bà đau răng, có tới lui với Chả. Tôi không có trách bà nhà tôi vì tôi biết bà muốn kiếm con trai cho tôi. Chắc làm Chả cũng dụ bà đủ điều, chứ đời nào bà dám lan Chả lung tung. Chú coi đó, ba đứa con gái và cu Thuận đứa nào cũng có cặp chân mày và mái tóc giống y tôi à. Còn ba đứa kia, nghĩ mà buồn, mà nhục nữa đó. Nếu như làm lớn chuyện ra thì tan nát hết mọi thứ à. Chứ lẽ anh chấp nhận làm quả nuôi tu hú hoài hay sao? Tất nhiên là không. Tôi đâu có thể để người ta đè đầu đè cổ mình mà bằng cái cách đó được chú. Cái gan của tôi không có nhỏ đâu. Chọc tới tôi thì tôi cũng phải làm cho đã cái nư mình mới được nè. Chú Tư Thời vỗ vỗ bàn tay mình lên vai của ông Chánh góp ý. Tôi thấy anh nên vừa hỏi là chị Cả đi. Dùng cách nào không cần biết để chị thú nhận với anh. Sau đó anh mới vạch mặt cái tên kia được. Chứ hắn chuyên môn núp trong bóng tối để ném đá giấu tay. Nếu anh không có làm rõ cái vụ này, coi chừng vẫn còn nhiều người bị hại đó nghe. Ông Chánh lại so cho cầm. Phải, phải. Đến lúc này rồi không còn thể diện gì nữa. Chuyện nên làm phải làm thôi. Mình về đi chú. Hôm nay cần sáng tỏ cái vụ này chứ để trong bụng hoài nó nặng lòng lắm. Hai ông chia tay nhau. Ông Chánh cùng ghé nhà Tư Thời lấy xe đạp về. Tới nhà, ông nhẹ nhàng đến giường cử của bà Cả, nhưng không vô. Ông đứng tần ngần một hồi rồi dán nhẹ bức màn nhìn vô. Bà Cả đang ngồi bồng thằng bé cho bú, mắt đăm đăm ngó vào mặt nó. Sao mà ông cảm thấy ánh mắt đó đầy sự bất an vậy ta? Nếu thằng bé này không phải con ông, thì người nhận ra sự khác biệt đầu tiên nhất định là bà. Vậy mà đôi lần nhõng nhẽo với ông vì mình đã sinh cho ông quý tử. Nó chỉ cần không có giống ai cũng được, ông cũng thấy thỏa mãn rồi. Nhưng đằng này, nó lại y chang cái thằng bạn khốn kiếp của ông, nói sao ông không đau lòng, không phẫn nộ được chứ. Bà Cả ngước lên thấy ông, có chút thay đổi sắc diện, nhưng chỉ thoáng qua, rồi lập tức cười cười, nói. Dìa rồi sao ông vô coi thằng nhỏ mà đứng lúp ló vậy tía con Dung? Ông Chánh lách mình bước lại gần, bà Cả hai tay nâng thằng bé lên đưa cho ông. Lỡ tí ẩm cái coi. Ông Chánh khoát tay, để nó nằm xuống đi. Tôi mới đi dịa mình mấy mồ hôi mồ kê hôi trình à, ẩm sao được mà ẩm. Bà Cả thùng thảy, đặt đứa bé xuống giường, hờn trách như kiểu vợ chồng mới cưới. Tôi biết mình ham con trai, nên ráng tìm cho mình đứa con, chứ tôi cũng lớn tuổi rồi, mình không thấy sao? Dè đâu, sinh nó ra không thấy mình ham hố gì ráo trọi à. Biết vậy tôi mang chi cho tới 9 tháng 10 ngày mà bây giờ lại bị con nhỏ nó đeo thẹo. Mỗi khi ba đứa con kia mới sanh một ngày, mình đã hí hửng đặt tên. Nay thằng này cũng lâu bụng, chớ có hề nghe mình tính chuyện khai sinh cho nó. Muốn nận con tôi cũng không biết kêu nó bằng thằng gì nữa. Ông Chánh nhìn bà, lâu lắm rồi, ông không có nghe bà kêu ông bằng mình. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng bà sẽ yêu ai khác và phản bội lại ông. Bà là người con gái đầu tiên mang tấm thân trinh bạch đến với ông. Không phải như Loan, như Ly là phụ nữ đã có chồng. Sao mà ông không có quý trọng bà chứ? Ông thừa biết bà không có hề thương yêu gì Tây Nhân. Chỉ là trong giây phút bồng bột không có nghĩ sâu xa đã buông thả với hy vọng tìm đứa con trai vì ông chắc là không có khả năng sinh quý tử. Vấn đề là cái tên khốn nạn đó bao lâu nay luôn giả vờ với ông rằng nó bị bất lực để rồi dè dãn phụ nữ bên cạnh ông với ý đồ gì. Ông phải làm rõ để tìm ra chân tướng mới cam tâm.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Người trong bóng tối, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.